Thời gian vừa rồi thì thị trường xe ô tô nó không có nhiều biến động, cũng như cái sự mong muốn của rất nhiều những quý vị và khán giả trong cái khoảng thời gian vừa rồi là mong muốn cái thị trường xe ô tô nó sẽ có cái nhiều những cái điều, tức là có thể là xe nó sẽ giảm đi hoặc là thuế có thể giảm xuống, nhưng mà về cơ bản thì thị trường xe và thể chế của chúng ta nó không có gì nhiều biến động cả. Và như vậy thì thị trường xe ô tô cũ tôi thấy có nhiều người bắt đầu quan tâm thêm về những cái dòng xe tầm tiền khoảng đâu đó vài trăm triệu trở lại hoặc là 500-700 triệu trở lại. Thì có rất nhiều người hỏi tôi rằng là để cái lựa chọn, cái cách chọn xe như thế nào là nó tối ưu nhất và cái cách làm thế nào đó để biết được cái dòng xe chất lượng hay không. Thì chia sẻ với quý vị các bạn về cái điều này là tôi đã từng làm ra rất nhiều những cái video mà để lựa chọn cái chọn xe rồi, nhưng mà có lẽ là vì lý do là nhiều video quá hoặc là nó đã không được hiển thị lên cho quý vị các bạn để các quý vị các bạn lựa chọn một cái xe tốt nhất trong khoảng thời gian vừa rồi. Thì hôm nay xin chia sẻ với quý vị các bạn về những cái cách lựa chọn những cái dòng xe ô tô làm sao để tốt nhất và để chất nhất cho mình đi và để mang lại những giá trị cao nhất cho mình. Thì nói lại với quý vị các bạn biết là để lựa chọn một cái dòng xe ô tô mà tốt nhất thì chúng ta dựa trên những tiêu chí nào và dựa trên những yếu tố nào và có bao nhiêu đặc tính, bao nhiêu những cái kỹ thuật để lựa chọn xe. Thì chúng ta sẽ có những đặc tính cơ bản nhất đó là như này này. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến về cái phần thân vỏ ở miền Nam, tôi xin nói lại quý vị các bạn đó là gọi là phần dàn đồng. Và đối với phần thứ hai đó là về phần nội thất của xe. Thì nội thất nó là cái thứ được trang bị chúng ta thường xuyên để cho chúng ta ngồi lên và chúng ta được hiển thị trên con mắt chúng ta hàng ngày. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của tôi thôi. Đó là cái sản phẩm vô hình, nó là điều vô cùng thú vị và nó là điều vô cùng tuyệt vời cho chúng ta. Nó đã thể hiện luôn cho chúng ta cái tính năng và cái cách để cho chúng ta ngồi ngay trên xe và để chúng ta có cái cảm giác luôn ở trên cái xe của chúng ta như vậy. Phần thứ hai đó là chúng ta phải liên quan đến đó là phần máy và phần gầm. Phần thứ ba nữa đó là phần lốp của xe. Thì chúng ta sẽ cần lưu ý những cái đoạn nào, đó là phần thân vỏ này, phần nội thất, phần gầm và phần lốp. Bên cạnh nữa thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm nữa, đó là phần điện của xe. Thì chúng ta sẽ có 5 phần tất tần tật là phần thân vỏ, phần nội thất, phần gầm máy và phần lốp và phần điện. Thì chúng ta sẽ có 5 yếu tố như vậy. Thì chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết, từng yếu tố một. Yếu tố đầu tiên để chúng ta cần đến, quan trọng nhất mà nhiều người vẫn hay thường hỏi, đó là quan trọng nhất đó là phần gì. Thì chúng ta phải phần chắc chắn là phần quan trọng nhất đó là phần thân vỏ của xe. Thì chúng ta sẽ đi vào thân vỏ của xe để chúng ta biết được là nó cần như thế nào là chất nhất. Cái tiêu chí về cái phần vỏ xe thì đầu tiên đó là chúng ta phải đánh giá đó là toàn bộ cái phần tổng thành xe. Thì ở trong Nam gọi là phần dàn đồng, thì cái phần dàn đồng thì được đánh giá là như thế nào? Đầu tiên đó là cái về cái phần nước sơn. Thứ hai đó là phần tổng thành, đó là phần đèn, phần gương kính điện bên ngoài, phần sơn xe. Toàn bộ phần sơn thì thường thường chúng ta để ý này, đối với cái phần sơn xe thì chúng ta có rất nhiều những yếu tố để lựa chọn. Thì nếu như mà chúng ta lựa chọn những con xe thì chúng ta đều lựa chọn về cơ bản đó là phần nhìn phần nước sơn, tổng thành nước sơn, nước sơn của cái xe này. Đây là toàn bộ cái phần nước sơn, tôi đánh giá như vậy. Thì có những con xe sơn của nó mịn, có những con xe sơn của nó hạt nó to, có những con sơn của nó hạt nó bé. Phần thứ hai là toàn bộ cái phần đèn này, phần ánh đèn sợ hậu này. Thì nó có cái loại đó là đầu tiên nó là phần đèn. Thì nó được chia ra để chúng ta nhìn cái đèn, nếu khi mà cái đèn zin nó có tổng thành đèn thì nhìn nó rất là sáng và nó rất là đẹp. Nó là cái phần đèn này. Chúng ta nhìn thấy đấy. Thì về phần kỹ thuật sơn ấy, có rất nhiều những cái kỹ thuật sơn khác nhau. Thế nhưng mà có người thì được sơn được những con xe sơn nó đẹp.
nó bóng thì nó mà nó mịn thì chúng ta được gọi là đánh, chúng ta đánh giá chung đó là nước sơn nó tốt. Thì sơn thì thường thường ấy thì là đối với những con xe sơn zin thì là bản chất là sơn của nhà máy rồi, nhưng mà có một vài những con xe có thể sơn tuốt lại hoặc có thể bắn tỉa hoặc thậm chí có thể tùm lại, thì đó là những con xe sơn mà được đánh giá thì tôi đánh giá rất cao. Và đối với cái người thợ trong Huế, ở trong miền Nam, là cái nước sơn của họ vô cùng là tuyệt vời và nó rất là mịn và rất là đẹp. Thì đây là cái phần vỏ xe này. Thì chúng ta đầu tiên với một con xe chúng ta phải nhìn tổng thành nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì nó phải đều đó. Đầu tiên là về phần vỏ xe thì có phần đèn, phần sơn, phần bên ngoài, tức là phần từ trên nóc cabo xuống, hệ thống cánh cửa, cabo và hộp ba bô lê và phần đuôi xe. Thì đối với tất cả những con xe chúng ta nhìn thấy đây, thì đây là đều là những con xe mà nó có nước sơn, mà nó tức là nó nội dung được đánh giá là nó đẹp, tức là nó có dọn dẹp rồi và nó có bắn tỉa rồi. Thì đối với nước sơn mà chúng ta nhìn thấy sơn nhà máy nguyên, thì tôi nhìn thấy, tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là chúng ta có rất nhiều những cái màu sắc khác nhau để cho chúng ta đấy biết được là cái con xe này sơn nó như thế nào. Thì chúng ta nhìn thấy là đối với đây là hệ số ánh nắng, khi mà ánh nắng mà nó được dọi vào con xe và tôi để ở vị trí ánh nắng rất cao. Như vậy thì quý vị các bạn biết được rằng là cái nước sơn mà nó không đổi màu, chúng ta sẽ nhìn thấy nó không đổi màu và nó có một màu nguyên bản từ trước đến sau. Thì nếu như chúng ta bắn tỉa mà nó được như vậy thì có thể là chấp nhận được. Thì đối với cái dòng xe này thì thường thường thì nó sẽ có là cái phần mà nó sơn tổng thành nó là sơn zin. Nhưng cũng có những con xe mà sơn nó bắn tỉa rồi thì chúng ta cần phải biết được, đánh giá được là con xe đó nó chất lượng nó như thế nào. Bên cạnh nữa đó là cái về cái phần mà sơn ấy, thì tôi đánh giá cao đó là cái người thợ của Huế hoặc là người thợ của miền Nam, thì cái tay nghề của vì họ làm lâu năm rồi và họ đi làm từ những lúc còn rất trẻ, tuổi đời còn rất trẻ, cho nên là cái nước sơn của họ nó làm nó có vẻ nó bóng mịn và hạt nó nhỏ hơn. Thì đối với sơn một con xe là tôi gọi là cái phần vỏ này, thì chia sẻ với quý vị các bạn về một vài cái kỹ thuật sơn. Thì kỹ thuật sơn nó để sơn một con xe nó có ba kỹ thuật sơn khác nhau. Đó là cái một con xe sơn ở cái cấp độ cao nhất thì đầu tiên là người ta sơn nó sẽ làm 3 lần sơn phủ và sơn chống rỉ, xong bên cạnh người ta có người từ miền Nam họ hay gọi là phải ruộc qua một nước nữa. Tức là họ sẽ bảo một lớp mịn, họ đánh đi và bắt đầu họ mới sơn cái nước sơn chính lên, xong rồi phủ dầu bóng lên. Nhưng mà nếu như những con xe như vừa rồi thì tôi mang tôi so sánh giữa hai con xe, là một con xe ở một người thợ sơn bình thường thì mang sơn đến thì cái nước sơn như này, cái nước sơn này thì nhìn thấy là nó to hơn, cái nước sơn nó không mịn như thế này và nước sơn của nó cái hạt nó rất là to. Thì cái phát hiện là đối với những người mà tinh mắt thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta phát hiện ngay là sơn nó bị to hạt hơn và cái độ phủ bóng. Chúng ta sẽ so sánh luôn từ hai con xe, một con xe màu bạc và một con xe màu vàng cát. Thì đây là một con xe màu vàng cát mà cái nước sơn của nó nhiều chỗ nó còn zin, và quý vị các bạn nhìn thấy cái nước sơn mà nó còn zin ở cái phần trên ấy, thì nhìn thấy là cái hạt của nó nhỏ hơn rất nhiều và nó mịn hơn. Và khi chúng ta chỉ cần rửa qua nước thôi, rửa qua xà phòng thì cái độ bóng nó bóng mịn hơn rất nhiều. Đó là về cái phần sơn của những cái con xe như thế này. Thì đây là tổng thành 4 con xe. Đấy là nói về quý vị các bạn là cái phần dàn đồng. Đấy là tiêu chí về nước sơn. Còn thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá về tiêu chí về cái phần mà xe nó có bị cán đụng hoặc là nó có bị va quẹt hay không. Thì đó là về cái phần vỏ. Thì cái phần mà chúng ta nói về cái phần đối với cái phần người miền Nam mà hay gọi là cán đụng, thì chúng ta ở miền Bắc hay gọi là đâm đụng. Thì chúng ta nói là thì đối với một con xe là tất nhiên là đối với một con xe ô tô thì cái phần mà xước xác thì chúng ta sẽ cho phép được, và cái phần mà chỉ keo chỉ nó theo năm tháng thì chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu như xe mà lỗi nặng thì
đó là chúng ta phải tùy thuộc vào, phải đánh thêm tiêu chí là nếu mà mua thì phải thêm về giá nữa. Thì đầu tiên chúng ta nhìn đây là cái phần của riêng con xe này, thì tôi lấy một cái con xe làm mẫu. Thì đối với cái phần như này keo chỉ chúng ta sẽ phải nhìn thấy đây là cái phần mà nó của chỉ zin của nhà máy, thì chúng ta biết ngay. Thì đây là tất cả những cái phần đinh bấm và những cái phần chun của nhà máy là nó giữ nguyên đó. Thì một vài con xe mà nó biến dạng hoặc là nó thiếu như một vài cái đinh bấm này đó, thì chúng ta biết ngay đó là xe đã được can thiệp bằng kỹ thuật. Thì đấy là cái chia sẻ với quý vị các bạn về cái kỹ thuật mà chọn là cái phần kỹ thuật và cái phần chọn là phần thân vỏ, tức là phần dàn đồng của xe. Chia sẻ với quý vị các bạn là phần thân vỏ và kỹ thuật là phần dàn đồng của xe. Thứ hai nữa, chúng ta đánh giá đến tiêu chí thứ hai đó là về nội thất. Thì để đánh giá một con xe về nội thất thì đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá tổng thành của con xe, tức là tôi gọi là tablo, tabli. Thì đây là phần thứ ba, chúng ta sẽ đã qua phần đầu tiên đó là phần thân vỏ, phần thứ hai đó là phần nội thất. Thì phần thứ hai là phần nội thất thì đánh giá là chúng ta đánh giá tổng thành xe là nội thất sẽ gồm có tablo. Nội thất chúng ta đánh giá là phần nội thất gồm có tablo, tabli, bô lăng, củ số, ghế, sàn và trần. Thì đây là cái tabli của một con xe. Đây là con đời 2005. Thì cái con này cái độ đẹp của nó thì nó có rất nhiều những con đời 2008, 2009 thì nội thất nó không đẹp bằng nó được. Thì đầu tiên ấy, thì cái tabli của nó chúng ta đánh giá là đối với cái tabli nỉ của tổng thành con xe này nó phải còn nguyên hết. Đó là cái phần về phần nội thất. Thứ hai là hệ thống gương kính chỉnh điện và hệ thống khóa điện. Đó. Thì chúng nó phải còn nguyên. Việc thứ ba đó là tablo. Thì đối với phần này thì đã chia sẻ với quý vị các bạn một vài những video cũng nói nhiều về những phần này rồi, nhưng vẫn có rất nhiều bác hỏi về cái phần tablo. Tabli thì đây là cái phần tablo. Phần thứ hai là phần bô lăng. Đó, phần bô lăng. Toàn bộ hệ thống tablo thì nó khi hệ thống tablo thì nó bao chứa gồm là nó mang theo là gồm có bô lăng này, gương kính, mang theo ở trên đó là gương kính chỉnh điện tổng quan, hệ thống tay gạt mưa, hệ thống xi nhan, đây là hệ thống xi nhan, hệ thống tay gạt mưa, toàn bộ hệ thống điều chỉnh điều hòa, hệ thống đèn báo hiệu tín hiệu sấy ghế và hệ thống chỉ gió trong gió ngoài. Và toàn bộ đấy tôi gọi là phần tablo là mang theo. Như vậy phần thứ hai đó là phần tabli. Thì chúng ta sẽ xem đó là tabli thì chúng ta sẽ có gồm có 4 cánh cửa. Chúng ta sẽ chia ra làm như vậy. Ở phần nhỏ phần trong nội thất chúng ta sẽ chia ra làm 4 tabli. Và phần nữa đó là phần ghế. Thì chúng ta sẽ nhìn đây. Những cái con xe mà ghế đơn nỉ như thế này ấy, thì là nó khá đẹp. Đó thì chúng ta sẽ đánh giá về phần ghế. Phần nữa đó là phần trần. Thì phần trần chúng ta nhìn thấy đây. Đó. Thì đó là phần trần. Riêng về đó là phần trần ấy thì thường về mùa hè thì chúng ta sẽ đi ghế bọc da thì tốt hơn là ghế nỉ, và ghế nỉ thì thường nó sẽ ấm mồ hôi và nó sẽ hôi hơn. Cho nên là 4 tabli nỉ là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Còn không thì bọc da cho nó sạch thì đấy là không sao. Còn đây là sàn. Phần nữa đó là phần sàn ghế này. Phần sàn là phần dưới ghế. Đó, thì là tổng thành của một con xe nó gồm những chi tiết như vậy. Bên cạnh bên dưới nữa thì có phần máy và phần gầm và phần lốp, phần điện. Thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn vào cái video tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có khoảng 3 video nói về những cái điều mà của những con xe như thế này. Thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị vào cái video lần sau. Thì chia sẻ với quý vị các bạn như thế để cho quý vị các bạn có thể là biết cách lựa chọn những dòng xe nào tốt nhất. Thì tôi có để số điện thoại bên dưới. Nếu quý vị mong muốn chia sẻ điều gì thì có thể gọi điện trực tiếp đến cho tôi và tôi sẽ chia sẻ với quý vị hoàn toàn miễn phí. Nhớ rằng là tôi có để số điện thoại bên dưới, và nếu quý vị mong muốn tôi chia sẻ một vài video bí mật về cách lựa chọn xe và
thì quý vị các bạn có thể là để lại email bên dưới hoặc đăng ký vào form có đường link bên dưới. Nhớ rằng đăng ký vào link thì cái link đó nó sẽ đẩy sang một cái form và quý vị có thể điền email, điền số điện thoại bên đó, thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn và những cái bí mật về những cái cách lựa chọn xe ở bên sâu bên trong nữa và những cái kỹ thuật chuẩn để chọn xe tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã xem video và nếu thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo.